Anh Văn Khả. Vâng ạ, em xin kính chào anh. Hôm nay anh có đặt bên công ty chúng em một chiếc SUV JBL 835 hai la mã. Hôm nay em đã bỏ ra để test và kiểm tra cho anh đấy ạ. Mua các sản phẩm bên công ty Hoàng Long chúng em thì em có tặng anh mấy mét dây này, và em đã cắt sẵn đầu này về anh chị việc đấu nối nhé. Và một phần quà nho nhỏ là một gói trà Tân Cương của Thái Nguyên để cho anh thưởng thức trà ngồi nghe nhạc anh ạ. Đấy là những cái ưu đãi của Hoàng Long. Vâng, và còn rất là nhiều những ưu đãi nữa thì anh quan tâm thì anh em mua thêm nhiều những cái sản phẩm nữa thì bên em sẽ có những cái ưu đãi vàng cho những quý khách hàng thân yêu ạ. Vâng ạ, về sơ qua về cấu hình bên ngoài, gọi là về cái ngoại hình đấy, thì hai bên em nó được sơn một cái màu sơn giả gỗ Vân Đào, rất là đẹp, rất là sang trọng. Vâng, nhìn từ phía ngoài này, ánh sáng là chiếu vào này, toát lên một vẻ rất là quý phái, sang trọng, phải nói là như vậy. Còn trên đỉnh và mặt trước thì là một màu sơn đen mờ, rất là đẹp, rất là khỏe khoắn. Phần trước thì lỗ thông hơi trước là dạng trắng sữa đây. Và đây đấy, em vẫn còn để một lớp siêu nhá, về để anh tự tay anh bóc siêu nhá. Vâng ạ. Bên ngoài thì là đẹp trai rồi, giờ em sẽ cho anh nghe đến thử chất âm của sản phẩm anh đã lựa chọn. Anh nghe thấy ấm không? Rất là ấm áp, chất âm rất là ấm, trống thì tròn và căng. Vâng, chiều sâu, nghe rất là sâu lắng. Đấy, giờ em lại đang tắt đây, em đang tắt cái súp để cho anh nghe, anh nhận biết, anh so sánh. Và giờ em lại bật tiếp lên nhé. Anh dán đi không? Dán đi không có gì. Em quay nốt cho nên vâng ạ, giờ em sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh. Đây là hộp của chiếc JBL 835 đấy ạ. Thì chút nữa em đóng, em sẽ chèn các góc cạnh này, em sẽ chèn xốp này, anh hoàn toàn yên tâm nhé. Và em sẽ cho xe đưa lên tận trên nhà anh để anh sớm nhận được sản phẩm và trải nghiệm. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh và xin chào tạm biệt anh, và xin hẹn gặp lại anh ạ.